Đây là những hình ảnh về chương trình Bé với Đồng Dao Ca Dao Việt Nam do trường mầm non Sao Mai thị trấn Mạo Khê tổ chức cách đây chưa lâu. Nhìn quang cảnh và không khí sôi nổi như thế này đã cho thấy đây là một hoạt động thực sự cuốn hút không chỉ đối với các cháu mà còn đối với rất nhiều bậc phụ huynh. Các bài đồng dao ca dao được thể hiện bởi chính các cô và trò nhà trường bằng hình thức sân khấu hóa sinh động, vui nhộn đã gây được sự chú ý của mọi người, đặc biệt là đối với các trẻ mầm non. Khi mà trẻ được đọc, được học các bài đồng dao ca dao, thì trong các bài đồng dao ca dao thì đã có nói về cái thế giới xung quanh của trẻ như là các con vật đáng yêu như là gà, vịt, trâu, bò hoặc là các cây thực vật xung quanh trẻ như cây rau tía tô, rồi tất cả những đồ xung quanh trẻ, ví dụ như cái quạt mo đều được đưa vào các bài đồng dao và các bé được tiếp nhận để các bé hiểu thêm về cái thế giới xung quanh trẻ và nâng thêm phát triển thêm ngôn ngữ của trẻ, và ngoài ra thì rèn cho trẻ cái tư duy và cái suy nghĩ logic. Bé với Đồng Dao Ca Dao Việt Nam là chuyên đề ngoại khóa được ngành giáo dục huyện triển khai ngay từ đầu năm học 2012-2013 tại 30 trường mầm non trong toàn huyện. Mục tiêu lớn nhất của chương trình này là duy trì việc giáo dục văn hóa truyền thống đối với trẻ mầm non. Lứa tuổi bắt đầu hình thành nhân cách. Những làn điệu dân ca của những bài đồng dao ca dao ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ thuộc, sẽ phù hợp cho trẻ mầm non nhận thức về thế giới sự vật, về con người xung quanh. Bên cạnh đó, ngôn từ của những bài đồng dao ca dao lại rất gần gũi, mộc mạc, giàu hình tượng, sẽ làm thỏa mãn nhu cầu vui chơi ca hát của trẻ. Trẻ có thể vừa học vừa chơi và chính những giây phút như thế này sẽ giúp cho trẻ thêm hào hứng trong học tập, sống hồn nhiên và thích đến lớp nhiều hơn. Chương trình ngày hôm nay là dân ca của ba miền Bắc Trung Nam đều được thể hiện ở trong một cái môi trường rất là đầy đủ ở trong chương trình, cũng như là các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc sắc của ba miền Bắc Trung Nam cũng được gói chọn trong một cái nội dung tuy rằng nhỏ bé nhưng tuy nhiên là mang một cái ý nghĩa rất là lớn, tượng trưng cho trẻ hiểu thêm về cái sắc thái cũng như là cái truyền thống của dân tộc Việt Nam. Không chỉ dừng lại trong khuôn khổ một chương trình ngoại khóa, hoạt động này được đánh giá là hoạt động thiết thực và hiệu quả trong việc giáo dục truyền thống văn hóa. Với lứa tuổi mầm non, khi được giáo dục nhân cách qua những làn điệu dân ca, đồng dao, ca dao, trẻ sẽ có nhiều ấn tượng về tình yêu quê hương đất nước Việt Nam với một nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc. Sau đây thì chúng tôi về sẽ triển khai đến các trường mầm non và thực hiện xuyên suốt trong cả một năm học, và cuối năm học thì sẽ có tổng kết đánh giá thực hiện cái chuyên đề và báo cáo về sở về cái nhiệm vụ, và đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chính của cấp học mầm non trong năm học 2012-2013. Cảm nhận chung của những ai theo dõi chương trình Bé với Đồng Dao Ca Dao Việt Nam do trường mầm non Sao Mai tổ chức là vui, bổ ích và có tính giáo dục cao. Đặc biệt hơn cả là truyền thống văn hóa dân tộc đã được truyền tải một cách sinh động và dễ hiểu. Hình ảnh quê hương đất nước, con người, thế giới sự vật xung quanh đều được thể hiện qua những làn điệu, ngôn ngữ mộc mạc nhưng giàu hình tượng. Như vậy, cùng với việc giáo dục lịch sử bằng hình thức trực quan thì chương trình Bé với Đồng Dao Ca Dao Việt Nam là một hình thức giáo dục mang lại hiệu quả cao của ngành giáo dục đông triều.